Hơn 2 triệu liều vaccine Moderna phòng COVID-19 do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội vào sáng sớm nay. Đây là lô vaccine nằm trong 80 triệu liều vaccine mà Tổng thống Hoa Kỳ đã cam kết cung ứng từ nguồn vaccine trong nước, trong đó sắp xỉ 41 triệu liều được phân phối thông qua cơ chế COVAX nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên toàn cầu. Ngoài lô vaccine hôm nay, Việt Nam trước đó đã tiếp nhận gần 2,5 triệu liều vaccine AstraZeneca cũng thông qua cơ chế COVAX. Đến nay, cả nước đã tiêm gần 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Nguồn vaccine bổ sung giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý 1 năm sau.